we sail a little bit higher. Tất cả các người đẹp trong kênh hát luôn tôi Nam gửi tới lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bữa nay có gạo lọc nách chưa má? Trời ơi vẫn còn bị thâm đen. Rồi bây giờ những người đẹp của chúng em sẽ tràn xuống dưới với chủ đề được mang tên quý cô hành động. Xuống đi em, chị mời hai lần ra đứng ngay hoài vậy, bán vé lẹ đi. Đó, mong quý vị ủng hộ dùm cho chúng em dòng loại đầu tiên. Quý vị ơi, tại cánh hát Lô Tương Nam lúc nào cũng trân trọng quý vị khán giả. Cho nên quý vị cứ việc yên tâm, có bao nhiêu chúng em sổ bấy nhiêu ha quý vị ha. Đó, vui là chính, ngày hôm nay chúng em sẽ đứng đây phục vụ cho quý vị qua những chương trình đặc sắc nhất tại cánh hát Lô Tương Nam. Chương trình thứ nhất là ca nhạc trong nước và ngoài nước. Chương trình thứ hai, xíp hoa cùng dân gian cổ truyền. Chương trình thứ ba, chích đòn cải lương. Sao nó hú hoài vậy anh? Sao nó hú hoài vậy? Rồi, bây giờ những cái đẹp chúng em sẽ hoạt động những cánh vé, một tập vé là 10.000 đồng cho dòng loại đầu tiên. Quý vị sẽ nhìn tặng phẩm của bên trên của chúng em là một con gấu bông rất là nhỏ nhắn và xinh xắn đó quý vị ha. Và bây giờ vòng loại đầu tiên và chúng mình thấy dòng đến đây thì chung vui với cái nát của tôi Nam, tình thương mến thương khán giả mình có bao nhiêu tâm dự bấy nhiêu, nhưng là tâm đau với phục vụ chỉ có 10.000 đồng. Và bây giờ vòng loại đầu tiên đó, bà con mình ủng hộ cho những người đẹp của cái nát của tôi Hương Nam nha. Và bây giờ không để cho sân khấu nó lấn động, vòng loại đầu tiên nhanh mau và lẹ, chúng mình xin mời tập thể khách mình cùng em tập trung đèn sáng chuẩn bị do số rồi. Bỏ dưới đằng sau là bỏ dưới bán cái gì ba đó quý vị đã thương, quý vị ủng hộ cho chúng em nhanh nhìn tình để chúng em quay đồng thời nhà số cũng như những gì trên đồng tiền chúng ta hôm nay qua những chương trình đặc sắc nhất tại cảnh sát luôn luôn tương nam. Và có quý vị nào gần xa ủng hộ với việc chia sẻ bóng tay quý vị, chúng em sẽ cổ động tất cả các người đẹp của mình vé từng nơi 10.000 đồng cho dòng loại đầu tiên. Bà con cô bác cứ nhét dòng này mình trở lại đây mang nghe chưa.
Con số 2, con số 2.
còn mà tốt lực. Nhờ trời giúp sức nên mời lớn hồn đai mẹ chịu hồn hiện nơi mình xui hai con đừng tôi theo mẹ mà làm chi ai ở dưới chị sớm đó mà lương nào còn số sáu 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 thì nghe ma tí có chấp mà hại người đừng có ham chơi kẹo không là nguy khôn. 24 24 24 24 24 24 24 năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Hồi hộ lá giá trước giờ hộp kinh sổ thì chưa được số. Mà mình còn có vé dò lại ha. Hằng ngang muốn có hợp lệ quý vị à, xem lại còn ai kinh con số 38 nữa không? Có để... ai nữa không ạ? Rồi, ai là chủ nhân độc giả con số 38 xin mời bước lên. Trời ơi chết rồi. Lên đây với mẹ nè con. 18 năm sau xin phút số phone mẹ nha. Chi vậy? Hả? Để mẹ quậm. Đâu đó, trời ơi. 38 dư điểm kia qua. 38 có 1. 43. 43 có 2. 24. 24 có 3. 17 4 đủ. Và dòng loại này con đoạt giải qua hai bầu sữa mẹ. Con chọn cái gì? Trời ơi, nó quạt kìa. Kìa, vừa chọn hai cái bầu sữa mẹ. Nhìn vô ngực tôi liếm. Nó kinh hoàng kìa. Chị, chị nói hai bầu sữa mẹ. Sao? Thằng nhỏ nó nhìn chị biết sao không? Nó đang nín thở đó má. Bây giờ mẹ nói con nghe nè. Con lấy cái gì? Hay là con muốn leo núi? Lấy gấu. Lấy gấu không? Đó, con lấy đằng sau cho mẹ đi. Đó kê kê đó chị My lấy cho con gấu đó gấu đó. Đẹp ghê qua bên chú Sang lấy giùm cho nhớ nghe con 18 năm sau nhớ quay lại gặp mẹ nha. Nó nghe nè, 18 năm sau nhớ lại gặp mẹ đang thăm mẹ phải không? Đâu, nó quay lại gặp mẹ để nó đổi xưng hô. Đổi gì? Ngoại. Trời ơi, mất dạ dễ sợ luôn vậy đó. Rồi không có gì ơi, dòng loại kế tiếp cũng y như cụ là 10.000 đồng. Quý vị thương dùm cho gánh hát luôn tôi Hương Nam. Một người một vé thôi quý vị để chúng em lấy động lực phục vụ cho quý vị cho tròn về chủ tối ngày hôm nay. Thay vì ngồi không nó hơi buồn, nhưng mà quý vị á, trong khi thời gian chờ đợi qua những tiếng hát của người đẹp của chúng em thì mình vào lô tô cho nó đỡ buồn ha quý vị ha. Nhưng mà cái luật lô tô là một vé chưa có đã đúng không chị? Đúng rồi. Hai ba vé trở lên. Mày nghe lời em, giờ hết tiền mình luôn. Nếu mà quý vị nào mà họ đi đâu mà đi ra chơi lô tô mà quên đem theo tiền á, quý vị nghe lời em, đưa cà rá, hột xoàn, xe Attila đi đây em cầm hết cho quý vị nha. Tụi để em cầm tiền hết. Mình chơi lô tô đúng ha. Bảo ra mượn tiền thì có chị Thi cho mượn luôn. Ok, bạc 16. Rồi nhanh tiếp coi còn vé không? Rồi, mất quay một mỹ lệ còn vé không em? Trời ơi, hả?
Trời ơi, thấy ghét mà mặc cái đầm dễ thương dễ sợ mà cái tay cơ bắp không vậy má. Hai con chuột như hai con trộm. Trời ơi, chị không biết hả? Bị lệ nhà nó bán cháo lòng má heo á, má heo của má nó là nó chặt không đó. Má heo của má nó. Má heo của má nó. Cái má heo của cái quán má nó. Trời ơi, má heo của má nó cứ nói hoài má heo của má nó. Má heo của má nó lộn nó từng má heo má nó, hiểu không? Cứ nói gì hoài nó dầm tới dầm luôn. Em không biết sao chứ một cái đục của con Lệ là chị đi đó. Thôi Lệ chị giỡn. Chị đang nói về vấn đề má heo của má em, hiểu không? Má em có bắt má heo thì má em mới bắt má heo, đúng không? Thì má em với chị má heo cũng đâu có khác nhau gì đâu, đúng không má? Trời, nó la mà cái trái cổ muốn văng vô mặt tôi vậy đó. Rồi, ngay từ bây giờ quý vị ơi, chương trình vòng loại mới chúng em có y như cũ là 10.000 đồng. Quý vị thương ủng hộ giúp chúng em. Còn ngay bây giờ quý vị nào chưa có vé thì đầu tư mình những tấm vé có đã có vé rồi. Tập chương trình sân khấu mình chuẩn bị do số hey. Rồi, ai chưa có vé chưa tay là quý vị. Chúng em sẽ cổ động đen ngay vé để chụp một quê. Giả quý rồi, anh em ra ngoài đằng sau cho ông xã của chị luôn đó. Một vé, hai vé thôi. Hai vé. Rồi, ok. Bây giờ quý vị nào chưa có vé thì đầu tư. Còn có vé rồi mà thường dùng từ sân khấu chuẩn bị cho xuống. Hey 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gọi hoài không ta. 23 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 có tự nhiên quý ông kinh đột giải làm vậy nè. Yeah. Trời, tưởng quý cô xuất hiện không đó bà. Tưởng đâu là chị em nay hành động chung với tụi mình. Sao hành động gì? Hành động gì lát nữa. Bây giờ ba bốn á, ba bốn là kêu số đầu tiên luôn á. Ba bốn. Không, chị đang kiếm con số 34 em. 34 hả? 34 hả? Không, 34 chị phải đưa thấp xuống thì mới rồi rồi ra con số 34. 34 nằm đâu vậy anh? 34 có 1. 41. Có 1 đó. 41. 41 hả? 41 có 2. 23. Quá. 44 với 41 gì? Dạ cái vé này là 34, 41. 44. Nhưng mà cái vé này là 41. Cái này là 44 nè. Rồi có 41 không khán giả? Anh ơi cái vé này kinh phong ông nội. Người ta kêu 41. Người ta kêu 44 người ta nghe 41 cha. Rồi cầm cái vé này. Giờ tiếp quý vị ơi. Nói nghe nè anh. Theo em ra sông hè đi, nó tặng cho hai cái nấm vú bé. Nè, này là đại chiến cho em nè nghe. 41. 41 anh có, ơi. Không có, 41 không có. Dạ. 44 và 44. Rồi, mấy chị em trong đoàn Hương Nam tranh thủ đi bán vé. Ai liều, bị vũ hết trơn rồi. Rồi, bây giờ xin mời quý vị cùng bắt đầu dò số. Tiếp tục quý vị ơi. Số gì đây à? Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây à? Số gì đây? Và kính thưa quý vị, con số 24 là 24 và đã có một quý ông và đột giải. Quý ông thịt hơi mỡ nha. Lên đây anh và dạ, nhìn anh em thèm cái nồi thịt khô dịch thấy ghê. Xẻ ra đi người ta vô ta nấu rồi cho. Hai anh luôn. Hai anh luôn, trời hai anh này hợp nhau nè. 24 vừa điểm kêu qua có 1. 34 có 2. 72 đó, có 53. 53 có 3. Số 2. Số 2 đầy đủ luôn nè. Rồi hợp lệ anh ơi, bộ mới xăm môi hay bịt khẩu trang vậy anh? Đâu ảnh lên anh sợ mẹ. 24 có 1 nè. 34 nè. Có 2 nè. 4 cũng 4 nè. Có 3 nè. Số cũng 2 nè. Có 4 luôn nè. Hợp lệ 2 chứng nhân kinh trùng tặng phẩm được chi đều. Anh ơi lên bên trên giùm em để quay số có không trúng thưởng nè. Trời ơi tao nói tội nghiệp ảnh đi chơi lô tô mà ảnh mới xăm môi. Đó, dạ, anh xăm màu hồng cánh sen hay kính chào quan vậy anh? Rồi, bốc cái số giúp em nha, ai xinh nhất nhận qua phần quà là một con gấu. Còn ai xinh nhỏ nhất nhận qua năm bé vòng loại sao. Đây, em xin kiểm tra cho cái anh mà
sao bịt mặt hoài vậy, nói đi. Bịt mặt mà ổng đi, ổng đi như ninja vậy đó. Hồi chiều ổng hẹn tôi cái gì vậy bà, làm tôi ngắt ngay vậy. Sợ đây nhận quà nè. Cái gì vậy, sao nhìn đâu dưới dưới không vậy? Hai chục của anh này. Dạ. Phan cầm trái banh lại coi. Ổng cầm trái banh mà tay ổng gì nè. Rồi 40 con, đi kiếm mẹ hả con? Mẹ, đừng có khóc chút nữa về. Đừng có khóc với lại mẹ đi con. Đừng khóc. Khóc luôn. Rồi anh này nhận qua 5 bé. Cảm ơn anh, rồi anh nhận qua cho em con gấu, trả trái banh lại cho em nha. Rồi cảm ơn anh trai, con ai vậy cả nhà? Con ai vậy con? Con chị hả? Không biết, em không biết đó chị, tự nhiên ở đâu từ trên trời cứ xuống. Ừ. Rồi dạ, vòng loại cũ đi qua, vòng loại mới lại đến, khán giả mình thông tình tham gia dự vòng loại mới. Tấm lá vé dùng nguyên giá tiền cho toàn thể khán giả mình 10.000 đồng cho vòng loại mới. Và bây giờ liên tục chương trình, chúng mình xin mời toàn thể khách mong mắt qua sân khấu cùng gặp gỡ người đẹp Su Su. Hey. Bên đây mẹ. Trời ơi. À, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, cô chú chị nào mình chưa gọi là vé của dòng loại này cứ giơ tay lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị qua mọi lá vé, chỉ có 10.000 đồng thôi vị nha. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Dạ mấy mẹ. Dễ thương ghê. Trời ơi, tôi hâm mộ bà lắm luôn. Dạ ơi, bà Thái Lan. Không, bà đổi ghê luôn á. Sao? Bà là biểu tượng của qua đít này. Mày khùng, mày nói tao cũng chuột hả? Chuột mít khi. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ cô chú chị nào mình đặt lá vé bắt đầu giờ số. Số 2. Và kính thưa quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn. Gì ra mây, gì ra cô, gì ra mây, gì ra cô, gì ra mây, gì ra cô.
21 chưa điểm kêu qua đó có đọc giải đấy kìa cô chú chị, mình được gọi số còn lại nhé. Chúng em kiểm tra là những người ở trên là da mèo là sao anh kinh nữa hả? Anh kinh nữa đó bà. Nãy giờ kinh mấy lần rồi? Trời mới có 3 vòng mà anh kinh 2 lần. Hả? Ghê vậy. Trời ơi nó dướng nè. Rồi, đàn ông mà một ngày có kinh 2 lần, ông uống nước dừa nhiều nghe. Để bắt đầu dò số thú vị nha. 31, 31 có 1. Số 10, số 10 có 2. 40, 40 có 3. Và 53 hợp lệ. Chủ nhân tiếp theo. 31 có 1. 14 có 2. 40 có 3. Và 57 hợp lệ. Rồi anh trai ơi lên sân khấu giùm em nha. Rè, rồi rè, mỗi rè. Người sẽ nhận giùm em một trái banh. Và ai số lớn hơn sẽ nhận phần thưởng. Người còn lại sẽ ra về với 5 vé của dòng loại sau. Chúc các anh chị may mắn hơn ở dòng loại sau nha. Rồi anh trai rất là lớn con số 8 và người còn lại con số 15. Chúc mừng anh. Rồi lượm cái banh lên kìa mấy má. Anh ơi, anh 15 ơi, anh 15, 15 lấy gấu đi anh. Ờ lấy cái quạt kìa, lấy cái quạt cho anh kia đó. Không lấy gấu bao mình lấy quạt máy nha quý vị nha. Đó, điện gia dùng lấy quạt máy. Còn không lấy gấu bao mình có thể lấy một thứ về mà có thể xài được quý vị. Đó là lấy con BD về nha quý vị nha. Không lấy gấu bông thì mình lấy gấu bóng. Mình về mình bầm cho cá dồ, cho heo ăn cũng được. Còn không đó mình để nó trong nhà 12 giờ đêm mình ra mình đốt nhang. Đó, nó độ chú quý vị trúng đề. Ai chưa có bé cứ giơ tay lên. Chú em đều làm cái gì tới tận nơi không chú vị. Qua mọi lá bé chỉ 10.000 đồng. Hey. Xuân gì đã. Mày gì đây mày. Gì đây con xuân gì đây mày. Gì đây lắng lặng cái mặt nghe. Lắng lặng cái mặt nghe. Yêu con cần ra. Cần ra mà có mấy. Cô mày gì đây xuân. Gì đây con mấy gì đây. Đi chân bò cầm cây roi con. Con mời sao, con mời sao, con mời sao.
số 50 vừa điểm kỳ qua đã vừa đọc giải. Đề nghị cô chú chị mình đừng gọi số hoặc là vé, chúng em kiểm tra lại dương cầu bên trên. Chứ thật là chính xác thú vị nha, 50. Ai đọc giải của số 50 tiến thẳng lên sân khấu giúp chúng em thú vị. Rồi từ xa xa đã có anh ba đọc giải rồi. Trời nó cứ đi học lớp cái gì mà ba người một lượt vậy. Trời ơi, giờ số ganh nha. Có 50 vừa điểm kỳ qua. 50 có 1. 45. 45 có 2. 28. 28 có 3. Và số 2. Số 2 có 4. Chủ nhân tiếp theo 50. 50 có 1. 45 có 2. 28 có 3. Và con số cuối cùng là con số 2. Số 2 hợp lệ. Rồi chủ nhân tiếp theo 50 có 1. 47. 47 có 2. 16. 16 có 3. Và số 3. Số 3 lụm lúa. Dạ rồi, ba trai rất may mắn, hai anh và một chị xin mời tiến lại lòng và quay và bắt đầu quay số. Hai số lớn nhận về phần thưởng. Mời anh lên đây. Hai anh luôn nha. Ba rồi. Làm sao bữa nay mai dám lại gần bà chứ gì trời. Né em không? Dạ. Em là con người chứ không phải con chuột đâu mà sợ. Rồi bụng lại, giấu lại. Giây phút này hồi hộp và chờ đợi lưu phần thưởng sẽ thuộc về ai thưa quý vị. Hey, kiểm tra chị ba bánh tèo con số 17, tiếp theo con số 14. Trời ơi. Và anh trai cuối cùng may mắn quá. Trời ơi, số 6. Trời ơi, 17 vậy mà cao nhất. Anh nhận giùm em 5 vé giùm là sao? Rồi chị, anh ơi, anh trai nhận giùm em 5 vé, tặng anh 5 vé nha. Rồi còn chị lấy quạt máy hay lấy cái áo bông? Quạt máy lấy đi chị, ẩm nó về đó. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Áo đen ơi, nhận 5 vé qua đây theo em nè. Anh ơi, còn đây nữa nè, qua đây theo em 200 một suất, khăn lạnh em trả tiền phòng anh bao. Trời ơi, anh đi ra. Trời ơi, nó rủ vũ anh đi chơi bia ôm đó. Nó dụ anh đó. Rồi kính thưa quý vị, dòng loại tiếp theo vẫn là 10.000 đồng là vé. Cô chú chị nào mà chưa có vé cứ giơ tay lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị qua bỏ là vé chỉ 10.000 đồng. Để cầu may mắn cho quý vị thì quý vị nhớ đầu tư cho mình bốn con hàng ngang hợp lệ, ba con là thiếu, năm con là dư. Số lưu số mờ thì quý vị cứ việc trao đổi lại tất cả các người đẹp trong cánh hát lưu tư hương nam. Chắc cái đẹp Su cũng đang hoạt động những tấm vé cuối tay, mong quý vị ủng hộ nhiệt tình để chúng em nhanh tay gọn lẹ quay lòng cầu nhà số phục vụ cho quý vị cho trọn vẹn trong tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ những tờ tấm lao vé phục vụ còn sót lại, dung một xin lỗi thọc cái bàn tay ngà ủng hộ những tờ tấm lao vé phục vụ còn sót lại. Bán cho tôi 2 ký cá đi mọi người. Không có chuyện bán dịch chị. Rồi, dạ bây giờ bà con mình xin tình quẹo lừa quẹo lửa bà con ơi, bên em dạ có xâm lạnh xuống lạnh trà xanh cho má. Chị chụp cái gì vậy? Sao chị chụp vô cái vườn chuối em vậy? Hồi nó ghé mà đừng có chụp nữa. Hồi chị đang chụp gì mà chị chụp ở dưới chụp lên vậy vậy? Chị, có chừng chị chụp qua rồi chị thấy nguyên cái bạn pizza ở dưới với chị nha. Đó, quý vị ơi, quý vị ủng hộ dùm chú em quay lòng còn nhà số. Kế tên ơi, bây giờ quý vị nào chưa kè, không? Kè, 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 kè. Ủa, ông ẩm ẩm con, hả? Cái mai má ơi. Rồi. À, bây giờ quý vị đã có vé trên tay. Mình hướng mắt về sự khẩu, tập trung và ánh sáng. Chuẩn chúng mày giờ số. Số gì đây ạ? Số gì đây? Da 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 da
năm gì ra, tháng gì ra. Lương sớm bác là chỗ bán cá với chúc anh đại mang trứng cá bán. Chúc anh đại là chỗ bán lưng. Số 7 gì đến khi qua đó vừa đọc giải. Đề nghị cô chú chị mà được dời số bọn này nhé. Chúng ta kiểm tra lại những cầu bên trên để tránh tình trạng kinh phong, kinh dược. Chúng ta còn có giấy bắt giữ lại. Ôi trời trời, từ từ anh. Rồi em dò số cho anh nha. Số 7 gì đến khi qua. Số 7 gì điểm khi qua có 1. 13. 13 có 2. 39. 39 có 3. Và 59. Hợp lệ. 7, 13, 39, 59 hợp lệ. Rồi anh trai ơi, nhận giùm em một con gấu. Rồi, dạ, còn quạt không vậy? Hết quạt rồi anh ơi, bữa nay mình còn gấu thôi nha. Cảm ơn anh trai rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, và những chương trình vào ngày mai và ngày kia. Ngày mai và ngày kia chúng em còn hai đêm diễn, đó là thứ bảy và chủ nhật quý vị nha. Và đặc biệt ngày mai ngày kia chúng em sẽ tăng cường những giải thưởng lên để phục vụ tất cả quý vị. Ngoài gấu bông ra, chúng ta còn có những lựa chọn, ví dụ như là nồi cơm điện, bếp ga, lò nướng, và đặc biệt đó là quạt máy. Và ngày mai có rất nhiều sự lựa chọn khi quý vị đọc giải. Ngoài gấu bông là còn bốn món nữa quý vị có thể lựa chọn nè. Quạt máy nè, rồi cơm điện nè, bếp ga nè, hoặc là lò nướng. Và nếu tụi em mà có được nhiều khi có máy xay sinh tố nữa thú vị để phục vụ cho tất cả quý vị qua những dòng loại ở đêm diễn ngày mai. Và rất mong quý vị ngày mai và ngày kia vẫn sẽ quay trở lại đây ủng hộ và đồng hành cùng với Lô Tô Hương Nam. Và tiếp tục ngày thứ bảy và ngày chủ nhật quý vị lưu ý nha, tiếp tục ngày mai và ngày mốt thì chương trình tại cảnh hát Lô Tô Hương Nam sẽ đầu tư những phần quà hấp dẫn và đặc biệt nhất tại cảnh hát Lô Tô Hương Nam. Cho nên quý vị đừng quên cổ động gần xa anh em bà con họ hàng đến cảnh hát Lô Tô Hương Nam để ủng hộ và tham gia tham dự chương trình. Và đặc biệt thứ bảy và chủ nhật chúng em có tăng cường nhóm wow em hả, sẽ về đây phục vụ cho quý vị qua những chương trình đặc sắc và đẹp mắt phục vụ cho quý vị. Mong quý vị ủng hộ giùm cho cảnh hát Lô Tô Hương Nam. Dạ, người ta nói không đi hội chợ thì thôi, có đi hội chợ nhớ lời quà về. Với mọi lá vé chỉ có 10.000 đồng trên tay, 10.000 chẳng đáng là bao nếu trúng là trời cho, còn không trúng chứ đơn giản là trò chơi. Chúng ta ngồi đây dùng ly nước và cùng tham gia và tham dự vào chương trình Lô Tô Show, và song song đó chúng ta xem những chương trình văn nghệ là ca hát nhảy múa, và đó là xiết múa ảo thuật cũng có luôn quý vị nha. Chúng em sẽ lần lượt mang ra phục vụ tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời vị, chúng ta bắt đầu giờ số, và kính chúc quý vị dòng loại này sẽ gặp thật nhiều may mắn quý vị nha. Và trong khi chờ đợi, mong quý vị ủng hộ giúp cho chúng em để chúng em quay lòng cầu nhà số phục vụ cho quý vị qua những người đẹp của chúng em đang hoạt động. Nhanh tay gọn lẹ để chúng em quay lòng cầu phục vụ cho quý vị không hao mòn lông thời bình thường để lâu. Để cho quý vị nhanh tay mà đầu tư cho mình một tấm vé chỉ có 10.000 đồng. Đừng tiếc rẻ chi tội nghiệp chúng em. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu do số. Kìa, yeah, yes, em ơi. Đó, một đàn bên trái, đất bên phải phục vụ cho bà con cô bác. Cô chú chị nào mình chưa có bé cứ giơ tay lên.
gì ra. Ai thương tình nên mua giùm cho em. Hey, ở đây em đang có 10.000 và có người tình xin mua giùm, mua giùm mà ở chiếc cao tay em đây số lẻ. Còn số gì ra để em kêu mà liền tay. Số gì đây mai cứ gì đây con số gì đây đi biết quà đâu em chưa gì to. Hey, ra áo sút ta đem đi mua trong phố. Sao nè? Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con 51 vừa điểm đi qua đám vừa đọc giải. Đề nghị cô chú chị mà được dõi số bò này nhé. 51 51 51 Con khỉ đột là 51 thú vị. Rồi 51 anh trai. Chết rồi. Trời ơi bữa nay đi đám dỗ hay đi đâu không già ha. 51 51 vừa điểm kêu qua có 1 46 46 có 2 26 26 có 3 11 11 hợp lệ 51 51 có 1 40 40 có 2 20 20 có 3 11 11 hợp lệ. Trời ơi từ từ cha. 51 51 có 1 40 40 có 2 30 30 có 3 20 20 có 4 51 hợp lệ có 1 33 có 2 27 có 3 số 7 hợp lệ. Anh ơi anh trai anh rung té đáy cái gì mà ước nghe em cái vé em ra trời đất ơi. Rồi con tôi đây 51 có 1 26 26 có 2 11 11 có 3 số 7 hợp lệ. Cứ thú vị chỉ với con số 51 đã có 5 người đoạt giải trong một giải thưởng nên chúng ta sẽ quay số mời 5 chủ nhân mỗi người một trái banh, hai số lớn nhận phần thưởng chứ người còn lại nhận 5 vé cái vòng loại sau. Rồi còn một anh kia em đại diện em lấy số cho anh nha anh ơi. Rồi còn một anh nữa. Rồi một anh bịt khẩu trang kinh 3 lần đó. Rồi một trái banh nữa là của anh và anh ba bên dưới. Rồi anh ơi em kiểm tra banh của anh trước đầu tiên nha. 50 thơm dữ vậy nha. Rồi con ha 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 59 trời cao có mắt. Rồi, số trời ơi hết hồn tưởng 90. Hai ngày số 6. Anh 21 tuổi em tới tuổi nghề em đó. Rồi về hết trơn rồi. Trời ơi con trai con kinh hai lần rồi có không? Hên quá. Nè mấy chú ơi, mấy chú về đi. Rồi con lấy một con gấu đi con. Lấy gấu về kêu ba con hôn lên gấu gửi lại cho mẹ nghe. Nghe con nghe. Ê, nói gì nói chứ đó, có vợ tương lai rồi đó. Ai? Chị Cát Thi. Trời đất ơi. Không sao anh lá vô tắm lại tắm chung nha. Em kỳ anh còn mấy em vuốt tóc anh vuốt tóc em vuốt qua vuốt lại hai cái đầu chọc lóc. Rồi còn cái bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu giờ số với vòng loại này luôn thú vị nha. Ai chưa có vé cứ giơ tay lên, còn nếu đã có vé rồi thì mình sổ số luôn không để vị chờ đợi lâu. Rồi chị La ơi quay trở ra đạt anh 10 vé anh. Ừ 10 vé đây nè. Dí lẹ dí anh đạt với 10 vé cái em nhanh. Rồi rồi ai chưa có vé cứ giơ tay lên đối với những nhân viên đang phục vụ bên dưới. Và những nhân viên ơi buôn bán thì có lời mời, bán xong thì có lời cảm ơn. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra 10.000 đồng một lá vé tôi gì đó. Còn bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu giờ số hey. Thank you.
Với chủ đề Viện Dưỡng Lão 3D. Và đêm mai Gánh Hát Lô Tô Hương Nam và có Tăng Cường qua Team Wow sẽ phục vụ cho toàn thể khán giả mình tại Casa số 1A đường Đồng Nai, phường 15, quận 10. Bên cạnh đó khán giả mình sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc mà khán giả mình đã yêu thích qua ca khúc Đi Đu Đưa Đi và ca sĩ Bích Phương. Và cộng tác thêm đó chính là nữ nghệ sĩ ưu tú Tú Sương mà trước đây cái Gánh Hát Lô Tô Hương Nam đã phục vụ quảng cáo cho toàn thể khán giả mình. Dạ, đêm mai có mặt tại Đầm Sen lúc 8 giờ. Cái gì vậy má? Lúc đó là trời. Quảng cáo bộ đi ra qua bên Đầm Sen kìa bà nội. Có đây ai hả? Bye.
số 38 là con số độc dài. Quý vị phong phòng và đánh giá cho trường hợp kinh sổ kinh chưa đủ số để mình cũng có thể dò lại ha. Rồi số 38 giờ điểm kêu qua có 1, 24, 24 có 2, số 2, số 2 có 3, cuối cùng là 51. 51 hợp lệ. Dạ, anh em muốn con quý vị không tin tưởng quý vị nên kiểm tra, còn không các thì sẽ cho phần quà ra bên ngoài quý vị mất quyền lợi trong tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ trong khi chào qua thì chúng em vẫn phục vụ cho quý vị qua dòng loại mới ha. Đi đâu vậy cha? BD muốn làm gì là làm hả? Chào bà boss. Cuối cùng bà cũng là vợ người ta thôi. Dạ rồi, kính thưa tất cả các anh chị và hiện tại tất cả các nhân viên của cái Thái Lô Tù Hương Nam đang chào mời với vòng loại tiếp theo với số tiền y như cũ là 10.000 đồng. Hy vọng tất cả các anh chị mình hãy yêu thương và ủng hộ cho những người đẹp của cánh hát Lô Tô Hương Nam. Tất cả các anh chị mình, mỗi người có thể mua thật là nhiều tờ vé và càng nhiều tờ vé thì cơ hội càng trúng càng cao. Hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ ủng hộ cho tất cả các người đẹp của cánh hát Lô Tô Hương Nam mà. Dạ đúng như vậy hả quý vị ha. Quý vị đã đến đây rồi, chắc hẳn thì quý vị đã yêu mến những người đẹp trong cánh hát Lô Tô Hương Nam. Quý vị muốn ủng hộ và kích lệ tinh thần giùm cho chúng em. Quý vị vỗ tay là chính mà mua vé là 10 để cho chúng kích lệ tinh thần giùm cho chúng em. Về cuối tay thì mong quý vị nào chưa có vé thì ủng hộ giùm cho chúng em, coi như là kích lệ tinh thần. Có ai thổi sáo chúng em vẫn sẵn sàng phục vụ cho 10.000 đồng một vé nha. Đó, trời, vé rồi cho bà đây bắt kiến luôn kìa. Trời, ú nu hiền mũi. Trời ơi, dạo này hình như là mập hơn 10kg vào năm ngoái đúng không? Trời, cái chất lượng mỡ càng ngày càng gia tăng nha. Rồi ngay từ bây giờ, quý vị nào chưa có vé thì ủng hộ vé, đã có vé rồi. Và tôi chưa dừng sân khấu nhanh, gọn lẹ để sổ số đó quý vị. Kể từ ngay bây giờ, chương trình sổ số xin phép được bắt đầu. May hy vọng tất cả các anh chị mình yêu thương ủng hộ cho ngày đẹp Du Vi. Với những tấm đá đá cuối tay, hy vọng tất cả các anh chị mình hãy cùng yêu thương và ủng hộ à. Trái tim anh đổi thay 47 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
số 9 với điện cái qua đó có đợt giải. Đây là số chị mà được chọn số 1 này nhé. Mời ảnh lên đi tôi kể cho mà nghe một tí tác động trời. Ảnh lên đi tôi mới nói được. Anh lên đây đi anh. Ảnh có một câu hỏi rất là đắt giá dành cho mấy chị em trong đoàn Hương Nam mình và tất cả chị em cộng đồng của mình. Hỏi gì? Ảnh hỏi một câu rất là vui, nghe đã tai lắm chị. Sao? Làm bóng khó không? Trời ơi, hỏi một cái câu làm bóng dễ ẹt hả anh? Anh ơi, nó nghe nè. Dễ ẹt hả? Ông xã. Trời ơi, cái bàn não anh ở đâu vậy? Trời ơi, bắt đầu giờ số quý vị nha, 47. 47 gì điểm của anh có 1. 36. 36 có 2. 15. 15 có 3. Số 9. Số 9 vừa đủ có 4. Cái quý vị, 9, 15, 36 và 47 hợp lệ rồi. Anh ơi, anh ơi anh, bây giờ anh lấy gấu gì nè? Gấu nằm hay là gấu ngồi? Lấy gấu su su gì bằng cái dầu ăn, cái làm gì được đâu. Rồi giờ lấy cái gì dạ? Gấu ngồi nè. Rồi chị trao cho giùm em con gấu nha. Dạ thưa quý vị, dòng lần tiếp theo vẫn là 10.000 đồng là vé. Cô chú chị nào mình chưa có vé cứ giơ tay lên. Chúng em đang điều động nhân viên bên dưới để phục vụ những vị qua bỏ là vé chỉ 10.000 đồng thôi vị nha. Rồi, những nhân viên ơi, rảo mời dừng là vé đi. Cô chú chị thân mến, ai chưa có vé cứ giơ tay lên. Nó ăn như con heo vậy đó. Trời lên đấy ăn 4 hộp thịt lộn. Đừng có nói vậy nha, con Mỹ Lệ, đừng có nói nó ăn như heo. Không sao? Phải tướng nó bị mập đâu, mà nó bị đô. Rồi bác ngồi xuống đi. Chị em đang ngồi tỉnh bơ, nó ngồi xuống gì nè. Thôi mày ngồi đáng lẽ nè, nó vừa đỡ mày cái là mày đứng lên đúng không? Cưng vừa đỡ mày cái mày đứng lên, mà mày dưới đồ cuốc nằm luôn phải không? Tự giờ thay đồ đâu có hay cái gì đâu phải không? Mới lấy cái miếng vải màu đỏ của mày nó che, nó nằm ở lốt. Chứ miếng vải cho hầy mà mới mua nãy 200 ngàn đó. Dạ, ở chương trình nghe không? Khoan, cái gì em làm thì nó cũng phải có cái xin phép chứ. Ừ, xin phép đi em. À, không, em hỏi Su, cái này của ai mà Su nói bà lấy đi phục vụ văn nghệ cho bà thì tôi cho phép. À, thì đâu có gì đâu, cái đó là cái gì vậy ta? Rồi, cái đầm giải là chuẩn bị mai đầm. Chuẩn bị mai cái đầm đi đi diễn. À. Mới mua hồi chiều ở ngoài chợ bà Chiểu nó giảm giá. Còn có 100, 120, nó dốc 200. Ba mặt một lời. Tặng cho chị Su. Mà có ai khôn như nó không? Mà ngu dễ sợ vậy đó. Đi mua miếng giải. À, cái giải là 2 mét mấy, có 100 mấy chục ngàn gặm như chó gặm nha. Giải lũng xấu bộ đồ tao mặc. Ủa chứ sao còn chị nữa sao, cái rèm cửa ở nhà chị tháo đi chị mai cái đầm chị đó chị không nói. Trời ơi, nhà mất cái rèm cửa đó sao chị không nói đi. Dạ, bởi vì chúng ta bắt đầu giờ số. Và dạ, chúc quý vị dòng loại này sẽ có thật nhiều may mắn. Nhà nắng muốn chết luôn lấy cái rèm cửa. Cái mẹ tao. Ê, bị đen thiệt nha. Nha. Rồi xin mời chị ta bắt đầu giờ số. Ê, chúc quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn quý vị nha. Số chỉ ra mày, chỉ ra con số chỉ ra mày, chỉ ra con số chỉ ra. Con mày chỉ đây mày, chỉ đây con mày chỉ đây. Xin mời quý khách có dễ chồng mày trở lại đây, trở lại đây mà nghe chú số. Chỉ ra mày, chỉ ra con số chỉ ra mày, chỉ ra con số chỉ ra. Điều đúng là trời cho. Dạ thôi, má chồng em tặng em quý vị. Điều đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Điều đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Mời chờ rất đông vui. Trèo lên cây mất, trèo qua cây bả đậu, trèo qua cây bả đậu, trèo lại lên cây
phòng số 2. Còn số 2, còn số 2, còn số 2, còn số 2. Số gì đây mày, gì đây, số gì đây mày, gì đây, mày gì đây mày, gì đây. Lời hát đã bao đêm, ngày sáng lên. Mong anh trao khi vui, hiện đại xôn xao. Hãy vui lên cùng nhau, hòa nhịp đập trái tim. Đời chúng ta quay theo vui, nhạc đã xôn xao. Đề nghị cô chú chị mình được gọi số 1 lại nhé. Rồi, bắt đầu dò số thú vị nha. Trời, còn xếp lại nữa 38. 38 có 1. 42. 42 có 2. 29. 29 có 3. 15. 15 hợp lệ. 15, 29, 38 cho 42 hoàn toàn hợp lệ thú vị nha. Rồi, lấy con gấu nằm hay là con gấu ngồi? Gấu ngồi, rồi con gấu ngồi ha. Đó, con này là Sạc Bi nè. Rồi, cảm ơn các bé. Cô chú chị thân mến, chú cô bé của chung lần này cứ giơ lên. Vẫn là 10.000 đồng, không có gì thay đổi thú vị nha. Những nhân viên đang rộng ở bên dưới. Và thay mặt cảnh sát lô tô Hương Nam được cảm ơn quý vị đã lựa chọn Hương Nam là địa điểm giải trí cho buổi tối đêm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ra đến đây và cùng tham gia và tham dự vào những chương trình của lô tô Hương Nam. Các thành viên của Hương Nam xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với những lá vé tiếp theo của từng dòng loại thú vị. Và trong loại kế tiếp của y như cụ là 10.000 đồng. Mong quý vị đã thương thì thương cho chớp, gọt thì gọt cho trơn, bao thì bao cho láng, đừng làm xong chưa xong vừa tội nghiệp chúng em hả quý vị ha. Dạ ơi. Ừ, hồi nãy mới thấy băng xài giờ bắt hết cái gì. Tôi đi ngang cái nghe mùi thẩm thẩm nghe. Nghe. Rồi, dạ, xin mời quý khách cùng em tập trung đầy sáng. Vòng loại này chuẩn bị giờ số chúng tôi thể khán giả mình gặp nhiều may mắn. Rồi, ai chưa có nhé trên tay là quý vị, chúng em sẽ phụ đồng tất cả các người đẹp phục vụ tới từng nơi. 10.000 đồng cho dòng loại này, nhắc tay còn lè để quay đầu cầu phục vụ quý vị. Không có để cho quý vị hao mòn lỗ thời bây giờ để lâu. Chỉ có 10.000 đồng quý vị được tiết rẻ, thương thì lên chơi chó, gọt gọt tôi chơi với quý vị nha. Hey, số gì đây, số gì ta, mấy gì đây mày, gì đây con số gì đây mày. Nah.
lần đầu tiên thấy bà Cát Thi lấy cái lợp bắt bóng. Bà giờ cái đầu đó như cái đống đèn vậy kìa. Rồi mày đứng nó hoài đi, nhây hoài đi, thú quắc à. Trời, để đánh cước chuột nó vô chứ gì. Thúi thiệt. Giọt sân khấu là nó gom lại đống cước chuột ở trong. Dạ. Thúi. Thúi quắc luôn. Giờ số gì? Cước gì đây mày, chỉ đang cước cước gì ra mày, chỉ đang cước cước gì ra. Mày bị liệu cái chữ gì lên anh? Mày ơi, nó đọc cái đồ mày nói cái câu gì vậy? Không, tao làm gì nè? Adu. Adu. Tao không phải. Tao không phải giấu chú. Nè, nè, nè. Tao là người vậy. Con lên à, con Minh Phụng vừa làm cái bệnh cái tiếng nghe lên anh nè. Adu, 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 đau quá trời. Đó, đó, đó. Đốt. Phải chưa? Phải đặt chưa? Thảo cái gì ơi, mệt tim quá. Lại chị, hãy cho em được rồi trong sân khấu. Được, tao không nha. Đỏ chậu đầu má ơi, cho con người ta nổi chậu má. Má đánh trống đầu của mày đánh trống như đám ma vậy, đi vô. Lại chị. Khoan, cho chị mượn. Cái này là cái giáp chị tặng em. Và sau đây, trước khi ra từ đi xa, từ xa trường em chạy về. Chạy về. Em làm cái trống nha, em làm cái trống nha. Mùi mùi. Tí tí. Chuyện gì vậy? Lại chị, hãy cho em được đội trong tấn công. Thôi được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai cái miếng niệm mà nó còn thốn nữa. Quý vị ơi, cái con này nó giả một cái thiệt chứ có cái đường làm ăn mà nó làm gì kỳ vậy trời. Bao nhiêu món đồ vật kéo ra phía sau bị dập nát hết. Hồi chiều mày có âm giá không? Sẵn em mượn livestream thông báo luôn, tối nay mấy anh khách em quỷ kèo. Trời ơi, đúng rồi. Rồi làm lại đi, làm lại đi. Rồi, lỡ đi lẹ đi nè. À chị cả con đó giùm em. Cả chị cả cho. Lọc. Môi môi. Lại chị. Tao lại được mấy 7 lần rồi đó. Hãy cho em được nổi sống thân. Được rồi, hãy nổi trống tấn công đi em. Cái trống đi. Cái trống ra. Cái trống đây, đưa cái trống ra. Cái gì vậy má, đứng cái kiểu gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ô, cái này đi dưới mệt quá. Rồi, xong, quýnh đây, quýnh em. Rồi. Ba cháu ba hỏi cháu. Rồi. Cháu chị lên ba. Rồi, chấp lên. Một hồi. Ba hồi là thấy mẹ đó đó. Hồi thứ hai. Hồi thứ ba. Thầy ơi. Bà đánh đường trên nó dồn khí nó ép xuống đường dưới. Cái gì vậy trời? Dạ rồi thưa chị. Thành kính phân ưu. Gia đình chúng tôi vô cùng. Điên hả? Má, người ta giặt chuối mẹ. Mày giặt cái Khoan. Chị làm cái gì chị cũng phải đúng trách nhiệm của chị. Ba hồi trong lệnh mà mới có hai hồi. Nó chết rồi thêm hồi thứ ba đi. Cậu Năm, cái gì? Cậu Năm, đây, hồi thứ ba. Trong cái bụng, Trời. Đau rồi. Đau nè, đau nè. Cái này đau nè. Mày điếc. Mày đê. Đã bây giờ đầu lên. Mệt quá, đổi bài. Chị lại em.
Hãy cho chị nổi trống tấn công. Đừng tấn công đi chị ơi, tấn công đi chị nghe em. Chị có cái trống đây. Nhạc lên anh ơi. Con số gì đây mày, gì đây con số gì ra mày, gì ra con số gì ra. Tân giác từ nhà mày, xuống khói âm tì. Tai nghe phá hoa, ở dương trần. Đừng có dối gian, các lưỡi chia làm hai khúc. Trời ơi quá nghiện ai thay, bắt ta phải lần tội này. Quá nghiện quân dân cùng. Hai khai đó là bà ta tân năm 19. Năm 19, gần năm 19, năm 19. Năm 19, năm 19. Số 3 dựng chi qua đã có một chị đọc giải. Đề nghị cô chú chị mình gỡ số 1 lại nhé. Chúng em kiểm tra cô gờ bên trên. Số 3 dựng điểm chi qua. Số 3 có 1. 19. 19 có 2. 32. 32 có 3. Và 55. Hợp lệ. Số 3, 19, 32, 55 hoàn toàn hợp lệ thú vị nha. Rồi, chị ơi lấy gấu ngồi hay là gấu nằm? Gấu ngồi đây, còn một con cuối cùng đây. Trao cho chị. Đây, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc mừng chị. Và kính thưa quý vị, dòng lần tiếp theo 10.000 đồng là vé. Cô chú chị nào mà chưa có vé cứ giơ tay lên, chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị qua mọi là vé chỉ có 10.000 đồng thôi vị nha. Thò tay ngọc, thọc tay ngà móc ra 10.000 đồng ủng hộ tụi em với mọi là vé trên mọi dòng loại thú vị nha. Hey, 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 hey
con mấy gì ra, con số số gì ra, ai sẽ được kinh đời chưa đầy con số ấy. Sao nè, là trời cho không chung là trò chơi gần tháng hương năm tuổi em dậy đây mai đó thắt lặng mà nghe em lấy con cờ ra cô bạn gần xa lại đây mà nghe kêu số cô nhẹ dùng em vui nhớ gánh hương nào con số bảy, 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 con số bảy,
Con số 40 dự điểm Kiều Hoa đã vừa đọc giải, đề nghị cô chú chị mình được gửi số một lại nhé. Điểm kiểm tra là con 40 nha. Đó rồi, có ba anh đọc giải 40 dự điểm Kiều Hoa. 40 dự điểm Kiều Hoa có 1. 56. 56 có 2. 37. 37 và có 3. Số 9. Số 9 hợp lệ. Rồi, chủ nhật tiếp theo 40. Có 1. 59. Có 2. 28. Có 3. 17. Hợp lệ. Rồi, chủ nhật tiếp theo 40. Hợp lệ. Số 1. 9. Có 2. 21. Có 3 và 59 hợp. Rồi xin mời ba anh lên sân khấu và mọi người nhận một trái banh. Ai số lớn sẽ nhận về cho em, đó chính là một con gấu bông. Người còn lại nhận 5 vé của dòng loại sau. Và dòng loại tiếp theo sẽ là dòng loại cuối cùng trong tối đêm nay. Chúng em phục vụ tất cả quý vị và rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho dòng loại cuối cùng này của tụi em, với mỗi người khoảng 15 vé một người thưa quý vị. Rồi che lại kiểm tra con số chúng ta là hồi hộp nha các anh ơi. Rồi anh trai đầu tiên con số 57, quá lớn rồi. 52 cũng rất là lớn. Và anh lớn luôn. Rồi ba người lớn luôn cái gì. 57, 52 của anh trai là số 5. Cũng có số 5 đó anh nha. Nhận 5 vé giùm em nha. Rồi anh nhận 5 vé. Anh lấy con gấu nhỏ kia anh nè kìa. Còn một con bé ở bên đây. Đó rồi. Lấy con nào cũng được. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cứ thú vị, dòng loại tiếp theo sẽ là dòng loại cuối cùng trong tới đêm nay, với mọi 5 vé và có 10.000 đồng thôi. Và đã đến đây rồi thì thương tình ủng hộ. Và những dòng loại trước chúng ta đã ủng hộ rồi thì chỉ còn có một dòng loại thôi nha quý vị nha. Đó, có thương thì thương cho trót, có gọt thì gọt cho trơn, có bào thì bào cho láng. Đừng để sọc dừa, chị em về buồn lắm. Từ nay Rosie thì mình phụng. Rồi bây giờ quý vị ơi, dòng loại này là dòng loại cuối cùng. Dòng loại sau là dòng loại đợi vé để phục vụ cho quý vị. Cho nên ngay từ bây giờ quý vị nào chưa ủng hộ cho tụi em thì ủng hộ đi quý vị. Nhiều cái từ bây giờ quý vị ủng hộ mà chưa có chúng á, thì cũng có thể là dòng loại này quý vị may mắn thì sao. Cho nên mọi người cứ việc đầu tư mình càng nhiều. Còn hai vé chót của người đẹp Nhã Tuyết quý vị, ai ủng hộ cho người đẹp Nhã Tuyết hai vé chót chỉ 20.000. Ai là đại gia Nokia ủng hộ dùm cho người đẹp Nhã Tuyết, để cho người đẹp Nhã Tuyết sẽ quay lòng cầu nhà số phục vụ cho quý vị qua dòng loại kế tiếp luôn. Ngay từ bây giờ người đẹp Nhã Tuyết còn hai vé chót, ai ủng hộ dùm cho người đẹp Nhã Tuyết rồi. Cảm ơn chị Ba đã ủng hộ. Còn kể từ bây giờ quý vị nào chưa có vé thì đầu tư đã có vé rồi, tập trung vào sân khấu chuẩn bị cho số. Anh chị.
Rồi rồi, lấy hơi nè. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là muôn kiếp trước, dù trong lâm tuyền gặp gặp nhau đây, đi gặp nhau đây, thì mối tình đầu ngàn lời chung thủy lời nói hôm nay. Chẳng nghe cho kỹ dù cho trong đám ngày ca, em vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái, đừng để đôi ta vào dòng cổ ai dung hờ ba sắp sắp. Từ muôn kiếp trước chẳng ai đến đây mà nghe em nói, em nói chẳng nghe rằng em đã yêu người. Còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20, còn 20. Số gì đà, để có lời. Còn 20, đây số gì đây? Số gì đây, số gì đây, mai đi gì đây, còn số gì đây, mai đi gì đây. Mai đi gì đây, còn số gì đây, mai đi gì đây. Ta bán linh niềm mình, phân tha phường vô tâm. Ai thấy đi bài nhau. 56 56 56 56
canh cám. Con số 8 đâu có quỳnh học giải. Và cái gì mày, bây giờ mày xuống được không là một vấn đề. Nè, cái loa đó là mày hát 10 năm chưa đủ tiền đời. Chị nói em nghe nè, cái loa này á, nó dơ từ đời thở nào em nhìn. Giờ bắt đầu số 8. Số 8 giờ điểm kêu qua có 1. Số 21. 21 có 2. 36. 36 có 3. 56. Hợp lệ đầy đủ. 8, 21, 36, giờ 56 là hợp lệ rồi. Và anh lấy một con gấu giùm em đi. Một con gấu lớn anh. Ừ, lấy đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, kính thưa quý vị, dòng loại tiếp theo sẽ là dòng loại đổi vé. Chúng em dùng 5 vé cũ để đổi thành một vé mới cho dòng loại này. Là dòng loại này coi như là không có bán vé như gì nha. Đó, cho không yếu không tặng không. Đổi về đó cho quý vị có một món quà đem về cùng với Hương Nam. Và kính thưa quý vị, dòng loại này cũng là lời cảm ơn và lời tri ân chân thành nhất mà gánh hát tôi Thương Nam muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã ghé đây để chơi BD cùng với tụi em. Chơi lô tô cùng với tụi em. Đó là một tấm lòng rất là cao đẹp quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây anh ơi, đánh với em một bài thiệt là xuất sắc nha. Gục ngã hả? Gục ngã gì đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nhạc phẩm được mang tên. Nhạc phẩm được mang tên Dùng Trời Bình Yên. Hey! Vô màu sáng giá của Thái Tam quý vị. Đi. Gì đây xuống
sao sao đừng lần gì đây, số gì đây, mấy gì đây, số gì đây, rồi cờ áo mấy bóng phập phòng. Em đi lấy chồng anh nguyện đời trinh nguyên ba chục nguyên. Trời ơi trời ơi trời, ba chục, ba chục nguyên, con ba chục, số gì đây, 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 số gì đây. Ngọt qua lời chi ta bỏng rơi nước miếng, nước mắt, nước mắt. Giữa cơn đất trời đang nín thở. Nín thở? Nín thở? Mày đang nín thở đó. Trời, nín mày đang ăn Lộc Sơn. Giữa cơn đất trời đang nín thở, cho anh mắt thương tư về nơi cuối chân. Xin lỗi đi.
là cái gì? Bà là nương nương à? Nương nương thì phát âm cho đúng. Không thấy chứ không thấy là không gì. Đúng vậy. Đây, đừng đôi co vậy nữa. Nè, lôi quách què ra đây cho ta. Đại nhân, nghe nói con này nói rất đúng. Hai đứa nó chỉ là hai thằng cai ngục thôi. Trời ơi, mặc đồ này đồ cầm đó, hai tụi mày đứng một bên. Đại nhân xử đi. Bây giờ quách què không có, có con chuột què được không? Ok, chuột què bay đâu? Lôi cái chuột què ra cho ta xử trả. Mẹ nó mới đi ngang thì bắt tao luôn vậy. Ai để mày nói tụi tao cai ngục? Mày sợ tụi tao chưa? Tao sợ, tao sợ. Mày sợ tụi tao chưa? Mày sợ tụi tao chưa? Mày để cho nó dạ, xử. Dạ con là đại nhân mấy má. Quên, con đang xử nó mấy má. Ra lệnh đi đại nhân. Nghe ta hỏi. Nghe. Tao chưa hỏi, tao chưa hỏi, tao là đại nhân, ok, đứng ở đây cho biết nè. Nãy giờ tưởng Nguyễn Ngọc Ngạn không có đại nhân đâu. Nghe ta hỏi. Ai cháu Linh Miêu? Ai cháu Linh Miêu? Ai? 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 Biết đâu. Quanh. Mày quanh nó đi, quanh nó đi. Quanh nó, quanh nó. Vừa vừa mấy má đi cho nó khai nữa. Khai không? Một lần nữa. Nghe ta hỏi. Đại nhân, con mèo số đề số mấy? Cái gì? Mẹ. Lộn lộn mà nói. Linh Miêu ta lộn quá mèo mà nói. Ừ. Nghe ta hỏi. Hỏi đi. Ủa cái này là quách què xử ấy không? Quách què hả? Mời quách què cho bác coi nè má. Ông nội đại đúng không? Quách què phải đúng rồi. Rồi. Ai Linh Miêu cháu trùa? Ai? Đại nhân. Nghe chết tèo con, chết tèo con. Mấy cái chết chui hết xe cấp cứu. Không chẳng ai là đi đó. Dạ. Đại nhân, ta không biết. Trần gian từ già xuống khói âm tì, mình nghe phán quan ở dương trần. Cầm cơ nơi và cắt lưỡi ta đây cửa làm hai khung. Trời ơi. Tội nhiên nó quấn em. Đại nhân xử ác mà nãy giờ không biết cái tội gì luôn. Mà bắt quỳ tới mẹ đau cũng chết. Giờ có cái gì mày xử đi. Bây giờ nói nghe nè. Mày chạy vô trong mày coi thấy tự ngủ với thức tao biết đừng sợ. Mà... Trời ơi. Rồi con... đúng rồi, vô đi. Hãy coi thấy tự con ta ngủ hay thức. Dạ. Vô đi. Hey. Em đi kiếm thái tử. Thái tử ơi, thức hay ngủ thái tử? Thái tử đang ngủ. Hãy kêu thái tử ngẩng đầu lên đi. Thái tử ngẩng lên đi. Kêu nó dậy đi. Dậy đi thái tử. Wow. Thái hậu ơi. Em thấy thái tử chút xíu à, không có bự như mọi bữa á. Con nít mà. Con thái tử còn nhỏ lắm. Thái tử. Dậy đi thái tử. Nè nè. Anh ơi ngộp chứ. Kêu một lát ra cái con bự như chai nước tương ta thái tử đó mẹ mày nè. Anh ơi đừng bụng lại ngộp thái tử. Thái hậu ơi. Em thấy rồi. Thái tử đi thùi lùi hả? Tình đây thì thái tử mà con thái giám như con khỉ vậy đó. Thôi chết rồi. Ta biết rồi. Trời ơi. Ý con hùng không phải cái con người. Mới do lời quá cái bài. Sao sắc hương này đổi trao tình. Chỉ muôn lời bởi chúng mình. Năm mươi chín số gì đi xuống thì đây. Số gì đi xuống thì đây. Lòng đầy hận đến kiếp đành cam 28 con số gì đây? Mày có gì ra con mày gì ra mày gì ra con số gì ra mày gì ra con số gì ra? Ai? Hey. Xin chơi với em nói em yêu anh. Cũng có bao nhiêu ghi em.
44 như điểm kia qua đã có người đọc giải và đề nghị cô chú chị mình được gọi số 1 là nhé. Chúng em kiểm tra lại những câu hỏi bên trên quý vị nha. Rồi, chị ơi đem dò cho nè. 44 như điểm kia qua. 44 như điểm kia qua có 1. 52. 52 có 2. 28. 28 có 3. 16. Đầy đủ. Rồi chủ nhân tiếp theo. 44 có 1. 52, 28, 16. Rồi bây giờ mời hai chủ nhân tiến lên sân khấu và bắt đầu quay số. Ai số lớn nhận con gấu lớn, người số nhỏ nhận một con gấu nhỏ. Đó, hai người ai cũng có quà nha. Dạ, kính thưa quý vị, thay mặt cả Nát Luôn Tôi Hương Nam xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị vào 19 giờ ngày mai với chủ đề được mang tên Dưỡng Dưỡng Lão. Dưỡng Dưỡng Lão 3D vào ngày mai quý vị nha. Hey. Rồi em kiểm tra con số 11, 18 thì anh lấy gấu lớn, chị còn gấu nhỏ. Vâng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, bây giờ xin chúc cho quý vị được ra về được thường lụ bình an, có một chiếc rượu thật là ngon. Ngày mai quý vị bắt tay vào công việc. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.